Tôi định là ăn ốc luộc thơm ngon rồi đó. Ai mà ngờ đâu số phận đưa đẩy làm cái món ốc nướng này vậy mà ngon bá cháy luôn. Hôm bữa tôi thèm ốc á, tôi nói mẹ ra chợ rước liền 3 kg ốc. Ai ngờ đâu người ta luôn miệng nói là ốc ngon, nhưng mà đem về nhà thì ốc toàn là ốc ngủm nhiều không à. Tức cái mình ghê luôn á. Thế là nửa đêm tôi cũng phải lễ mấy con ốc này ra rồi rửa sạch rất là nhiều lần nước luôn. Trời sáng á thì tôi tranh thủ chạy ra hái mấy trái đậu rồng nè. Nay mấy nhánh đậu rồng của tú á, trời ơi nó ra trái rất là ngon luôn rồi nha. Để tới đâu là nghe bụp 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 tới đó luôn. Mà hình như là nay cũng đã vô mùa đậu rồng mà đúng không mọi người? Hồi nhỏ tôi không có biết ăn trái đậu rồng đâu, mà lớn lên chút xíu á chấm với khâu vẹt thấy ngon quá chừng luôn. Thế là tự nhiên khoái ăn đậu rồng luôn tới giờ. Sốt á thì tú pha 1 muỗng đường, nửa muỗng hạt nêm, 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng tương ớt, tú cho 1 tí xíu bột tỏi, 1 muỗng bột ớt và 1 tí xíu tiêu, rồi cho nước vào mình khuấy đều hỗn hợp nha. Ốc này tú rửa sạch từ đêm qua rồi, giờ chế sốt này vô để áo đều cái ốc. Sau đó mọi người chắc cái nước đó ra, phi hành tím cho vàng thơm đi. Tú đổ cái nước sốt mà ướp ốc hồi nãy á, mình đun lên cho nó sệt ha. Ốc mình không cần phải ướp lâu đâu mọi người, chỉ cần áo đều sơ là được rồi, nó nhanh thấm lắm luôn. Rồi bắt lên vỉ nướng nè. Trời ơi ta nói mới vừa bỏ lên chút xíu thôi là mùi thơm nó đã bay lừng khắp nơi luôn. Tú nướng ngay gần lộ á, người ta chạy ngang cứ ngoái là nhìn không luôn á, tại vì cái mùi hương nó rất là hấp dẫn luôn á. Mọi người coi nước sốt nè, mà nó lên rất là đẹp luôn nha. Tính ra cái món này mà làm mồi nhâm nhi chắc cũng rất là dính luôn á. Bữa nay bé Vàng đi học về trễ rồi, thành ra cái món này á không có bé Vàng tham dự. Ăn cái này nó sẽ hơi mặn mặn, chấm với đậu rồng trời ơi không còn gì tả được luôn á. Rủ mẹ tú vô hai mẹ con ăn chung nè, mà công nhận là ăn cái sốt này với đậu rồng ngon thật luôn á. Hôm nào mọi người nhớ làm thử món ốc nướng này nha.